phim nên khách vui lòng lưu ý trong suốt quá trình xem trình chiếu thì khách vui lòng là không ăn uống, ngồi xem trình chiếu với tư thế trang nghiêm lịch sự, tuyệt đối là không được nằm ra sàn nhà, không sử dụng tia laser để chiếu trực tiếp lên hệ thống máy bơm. Và trong quá trình xem trình chiếu, khách nào có nhu cầu di chuyển ra ngoài trước hoặc gia đình anh chị nào có bé nhỏ, bé sợ, bé khóc muốn chị ra ngoài trước, cứ chuyển thẳng ra hướng cửa bên trái, mình sẽ hỗ trợ cho mình di chuyển thẳng ra trước ạ. Và cuối cùng, trước khi di chuyển khỏi khu đại sảnh thì khách vui lòng kiểm tra lại thật kỹ giùm em một lần nữa tư trang và tài sản cá nhân của mình. Thì tại đây khách sẽ được trải nghiệm 5 phút trình chiếu trên hệ thống máy vòm. Và em cũng xin được giới thiệu với khách, đây là hệ thống máy vòm được sử dụng trong không gian Phật giáo lần đầu tiên trên thế giới. Thì tại đây với thời lượng 5 phút, quý khách sẽ có cơ hội tìm hiểu và khám phá về sự hình thành của vũ trụ theo quan điểm của Phật giáo sẽ là như thế nào. Cảm ơn quý khách rất nhiều. Xin chúc quý khách có một trải nghiệm thật vui vẻ và thú vị tại Sun World Ba Đen Quảng Thành. Xin cảm ơn quý khách ạ. Ở giữa sẽ là quan âm thiên thủ thiên nhãn.